Rồi sau đây là ba tem trái châu nha các bạn. Là mình photo cái phiếu nhận thưởng của ngân hàng các bạn, rồi cùng ba tem trái châu vô nhận quà luôn các bạn, được luôn nha các bạn. Rồi sau đây là các bạn giới thiệu tên đi. Bạn bạn này tên gì? Trần Quân. Rồi bạn này? Ngô Thành Chế. Các bạn này, bạn Tắng, đúng rồi, mình biết rồi. Rồi cảm ơn các bạn nha. Là mình photo cái tấm giấy mà nhận quà đó các bạn, mình đưa cho mấy bạn nhỏ đi, rồi mấy bạn nhỏ nhận quà được luôn các bạn. Rồi rất là hay luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.